Trong số trước, ngoài tinh nhân Iroh đã giới thiệu rằng địa cầu là một nhà ngục, và trong nhà ngục đó mọi người đều bị mất ký ức. Những người này sẽ mãi mãi lưu lại địa cầu, trừ khi họ có thể tìm lại được mình là ai. Nghe thì có vẻ giống như một tình tiết trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, thế nhưng Iroh khẳng định đây là hiện trạng của địa cầu. Thậm chí họ rất sợ bị mắc kẹt lại nơi đây. Để hiểu chi tiết hơn, bạn có thể tham khảo lại một chút trong phần 3 của cuộc đối thoại bí mật. Trong cuộc trò chuyện này, có lẽ là cơ hội để con người chúng ta biết được bản chất của các sinh mệnh đang tồn tại trên địa cầu. Nói về thuyết tiến hóa, ngoại tinh nhân Iroh đã không hề khách khí mà cho rằng học thuyết này là hoang đường. Cô nói, sách giáo khoa trên trái đất cũng đã chỉ ra một loài sẽ không biến đổi thành loài khác một cách vô tình hay ngẫu nhiên, trừ khi có một sinh mệnh cao cấp nào đó tiến hành xử lý đối với vật chất di truyền, cái mà chúng ta vẫn gọi là biến đổi gen. Tại sao người ngoài hành tinh không tiếp quản địa cầu? Trước hết, để trả lời câu hỏi mà những người hâm mộ UFO sẽ thường đặt ra, chính là nếu quả thực ngoại tinh nhân có công nghệ kỹ thuật siêu cao đến vậy, đến vô ảnh, đi vô hình, làm chủ các chủng loại vũ khí cường đại, thì việc chinh phục trái đất đối với họ quả là việc dễ như trở bàn tay. Nhưng tại vì sao họ chỉ đứng ở một bên quan sát mà không đường hoàng tiếp quản địa cầu đây? Chúng ta hãy xem câu trả lời của chính ngoại tinh nhân này rồi. Cô nói có hai lý do cho thắc mắc này. Một là phi thuyền của họ được chế tạo để du hành ngoài không gian, chỉ thích hợp để bay trong trạng thái chân không, không có trọng lực. Mà hoàn cảnh trọng lực và tầng khí quyển rất dày của trái đất, đối với họ mà nói, đây là hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt và rất khó thích nghi. Đặc biệt là trong tầng khí quyển còn có các hiện tượng khí hậu biến hóa không thể đoán trước được. Chẳng phải chỉ cần một tia sét đã làm lật nhào phi thuyền của họ, khiến Iroh bất đắc dĩ phải làm tù binh cho người địa cầu hay sao? Nguyên nhân thứ hai cũng là điều họ kỵ nhất, chính là mạng lưới lọc điện tử ở ngoài địa cầu chuyên môn chóc nã những linh hồn. Nếu chẳng may bị mắc vào lưới lọc này, linh hồn sẽ bị tẩy đi toàn bộ ký ức. Một khi đã rơi vào mê thất tại địa cầu, có cố gắng thế nào cũng không thể quay lại. Điều này chẳng khác gì cái chết. Do đó, trong mắt ngoại tinh nhân, địa cầu là một nơi có hoàn cảnh vừa ác liệt vừa nguy hiểm, không thích hợp làm nơi cư ngụ. Câu trả lời này thật khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Gia viên ấm áp trong mắt chúng ta lại là vùng đất chết chóc trong mắt người ngoài hành tinh. Kỳ thực, mỗi loại sinh mệnh đều có hoàn cảnh cư ngụ thích hợp với chúng. Bản lai thế giới này là như vậy. Đơn giản như công nghệ cao mà chúng ta hiện đang ỷ lại nghiêm trọng vào. Theo như Iroh nói, đây là mô phỏng sự phát triển của nền văn minh ngoại tinh, nên rõ ràng là nó không thích hợp với nhân loại trên trái đất. Nhiều nhược điểm của nó giờ đây đang dần bộc lộ ra, nhưng chúng ta vẫn đang bị cuốn vào nó mà không thể tự giải thoát. Về nguồn gốc của các loài và thuyết tiến hóa, Iroh hay những ngoại tinh nhân có quan điểm rất rõ ràng về thuyết tiến hóa. Muốn nói đến thuyết tiến hóa thì không thể không nói đến nguồn gốc của các loài. Mà muốn nói đến nguồn gốc của các loài thì phải nói đến khởi nguyên của vũ trụ. Về điều này, các nhà khoa học cho rằng nó được hình thành bởi vụ nổ lớn Big Bang. Thế nhưng với người ngoài hành tinh, sinh mệnh đã quan sát con người từ hàng chục nghìn năm trước, thì sự thật không phải như vậy. Iroh nói rằng, vũ trụ hữu hình này được hình thành bởi sự hội tụ của nhiều vũ trụ độc lập. Mỗi vũ trụ đơn độc đều được tạo ra bởi một hoặc nhiều nhóm sinh mệnh cao cấp có linh hồn vĩnh hằng cùng nhau sáng tạo ra. Khi vũ trụ mới hình thành, trong một thời gian dài, nó hư ảo và bất ổn định. Tùy theo ý nguyện của những nhà sáng tạo mà nó xuất hiện hoặc biến mất, cũng giống như thế giới thay đổi khôn lường, không thể đoán trước trong tay của các pháp sư ma thuật. Quá trình này cũng được nhắc đến trong đồng thoại hoặc những câu chuyện cổ tích, thần thoại trên địa cầu. Theo cách này, trong nền văn minh của ngoại tinh nhân có khoa học công nghệ phát triển cao độ,
Họ cũng nhìn nhận rằng vũ trụ là do một số sinh mệnh cao cấp sáng tạo ra. Đối với các nhà khoa học thì điều này có lẽ không dễ dàng chấp nhận. Trên thực tế, thần thoại sáng thế của các dân tộc khác nhau trên trái đất đều tương tự nhau một cách kinh ngạc. Căn bản đều là kể về một vị thiên thần siêu việt thế giới đã xuất hiện trong thời kỳ hỗn mang, dùng một tay một chân sáng tạo ra thiên địa vạn vật. Ví dụ, vị thần sáng thế trong thần thoại Bắc Âu là người khổng lồ Ymir, sinh ra ở trung tâm vũ trụ, nơi magma và sông băng hội tụ nhau. Sau khi chết, thân thể của ông biến hóa thành đại địa, máu của ông hóa thành sông, đầu ông hóa thành bầu trời, và hai lông mày của ông đã trở thành thế giới trung thổ nơi nhân loại đang cư ngụ. Trong thần thoại Ấn Độ cổ đại kể rằng, có một quả trứng vàng trôi nổi trong một thế giới hỗn mang, và thần sáng thế Brahma đã thức tỉnh nó từ bên trong. Ông phân chia vỏ trứng thành hai, bên trên làm thiên, bên dưới làm địa. Trong khoảng giữa thiên và địa, ông sáng tạo ra vạn vật. Ngoài ra còn có câu chuyện kể về đại đế Ban Cổ trong thần thoại của người Hoa. Đức Giê-hô-va tạo ra thế giới trong 6 ngày trong thần thoại Do Thái. Thần mặt trời Ra đã sáng tạo ra thế giới từ hư vô trong thần thoại Ai Cập cổ đại. Ở vào thời thượng cổ, đương nhiên khi đó chưa hề có Internet để chia sẻ thông tin. Vậy tại sao những dân tộc ở các địa phương khác nhau này đều kể những câu chuyện giống nhau cho hậu thế? Thậm chí ngay cả những ngoại tinh nhân cách chúng ta vài năm ánh sáng cũng đều nhất trí như vậy. Thật không thể tin được. Có khi nào thời kỳ sơ khởi hình thành vũ trụ của chúng ta thực sự là quá trình ban cổ khai thiên tích địa, và mọi người chỉ đang từ các góc độ khác nhau, dùng các ngôn ngữ khác nhau mà mô tả về cùng một sự tình mà thôi. Vậy, nếu vũ trụ được sáng tạo ra bởi những sinh mệnh cao cấp, thì các chủng loài trên trái đất chẳng phải là giống nhau ư? Iroh nói, đúng vậy. Sau đó, Iroh giới thiệu một phòng thí nghiệm sinh vật học mà cô từng phục vụ, được gọi là Công ty Tái sinh Xanadu. Công ty này chuyên chế tạo các loại động vật có vú trong rừng và chim ở các vùng nhiệt đới. Đối tượng phục vụ của họ chủ yếu là các chính phủ trên các hành tinh khác nhau. Công ty này đã nhận được một đơn đặt hàng lớn để cung cấp các chủng loài cho trái đất từ hàng chục triệu năm trước, cũng chính là khi khủng long bị tuyệt diệt. Như chúng tôi đã giới thiệu trong số trước, dải ngân hà đã trải qua một cuộc chiến tranh hủy diệt gần như đại bộ phận sinh mệnh trên trái đất. Iroh nói rằng hiện tại trên trái đất vẫn còn lưu lại rất nhiều sinh vật từ thời kỳ đó. Ví dụ một trong những biểu tượng quốc gia của Úc, thú mỏ vịt. Đây là một loài động vật phi thường kỳ lạ, với chiếc mỏ giống vịt và móng vuốt có màng, nhưng thân thể lại là của động vật có vú. Chúng là loài thú nhưng lại đẻ trứng như chim. Tuy nhiên đàn con sau khi nở ra không mổ thóc và tự ăn mồi như gà, mà chúng cần được bú sữa mẹ như động vật có vú từ 3 đến 4 tháng mới có thể tự lập. Điều kỳ lạ hơn nữa là không giống như hầu hết các loài động vật trên hành tinh chỉ có 2 nhiễm sắc thể giới tính. Thú mỏ vịt có tới 10 nhiễm sắc thể giới tính. Nó đồng thời có cả gen loài chim và động vật có vú, thậm chí có thể tìm thấy gen của loài bò sát. Liệu loài động vật nửa chim nửa thú kỳ lạ này được tiến hóa từ chim hay từ động vật có vú? Các nhà khoa học thực sự không thể tìm ra đầu mối. Theo Wikipedia, một số nhà khoa học tin rằng thú mỏ vịt răng cứng đã tuyệt chủng 100 triệu năm trước là tổ tiên của thú mỏ vịt ngày nay. Tuy nhiên, những hóa thạch thú mỏ vịt sớm nhất chỉ xuất hiện cách đây 100.000 năm. Không có hóa thạch nào khác lấp đầy khoảng đứt gãy thời gian khổng lồ 99,9 triệu năm trước. Điều này chứng tỏ thú mỏ vịt tiến hóa từng bước từ tổ tiên của nó cách đây 100 triệu năm như thế nào thì không ai có thể kiểm chứng được. Và đây cũng là phần bị chỉ trích nhiều nhất trong thuyết tiến hóa, vì nó không thể đưa ra bằng chứng thuyết phục cho sự tiến hóa từng bước giữa hai loài. Những con động vật bị cưỡng bức nhóm lại rất có thể không hề có mối liên hệ gì với nhau. Nhưng thật dễ dàng cho Iroh để trả lời câu hỏi này. Cô cho biết, thú mỏ vịt là loài được tạo ra bởi các kỹ sư. Họ kết hợp giữa hải ly với vịt mỏ dẹt trong phòng thí nghiệm. Trong truyền thuyết của thổ dân Úc, thú mỏ vịt là con lai của vịt và chuột nước. Điều này dường như lặp lại tuyên bố của Iroh. Nói về điều này, Iroh đã không hề khách khí mà cho rằng thuyết tiến hóa là hoang đường. Câu nói,
Như sách giáo khoa trên trái đất cũng đã chỉ ra, một loài sẽ không biến đổi thành loài khác một cách vô tình hay ngẫu nhiên, trừ khi một sinh mệnh cao cấp tiến hành xử lý đối với vật chất di truyền, cái mà chúng ta gọi là biến đổi gen. Đúng vậy, trong sự phát triển nhanh chóng của công nghệ kỹ thuật gen ngày nay, trong khi con người đang bị ám ảnh bởi việc tạo ra các chủng vật mới, thì chúng ta cũng nên suy ngẫm xem liệu bản thân chúng ta có thực sự từ loài khỉ mà tiến hóa thành hay không. Khám phá nền văn minh tiền sử. Mặc dù nền văn minh đồng lãnh địa chinh phục dải ngân hà cách đây 10.000 năm, nhưng họ đã bắt đầu có chú ý đến khu vực trái đất này từ rất lâu và tiến hành các cuộc khảo sát định kỳ về trái đất. Trong mắt họ, trái đất là một tinh cầu cực kỳ bất ổn, thường xuyên phát sinh những biến thiên cực đại một cách đột ngột, chẳng hạn như sự biến hoán của các cực từ, sóng thần hay núi lửa phun trào không báo trước. Sự dịch chuyển giữa các đại dương và lục địa đều đi kèm theo sự tuyệt chủng của loài và nền văn minh. Đồng thời nó xóa sạch dấu vết của các loài và các nền văn minh này, khiến lịch sử trái đất trở thành một nơi vô cùng bí ẩn. Trái đất giống như một lâu đài cát trong tay của những sinh mệnh cao cấp, dễ dàng lật đổ rồi xây lại, lật đổ rồi xây lại. Điều này cũng đúng đối với các nền văn minh trên địa cầu, lần lượt mỗi lần được sản sinh rồi hoại diệt. Iro nhìn thấy một số nền văn minh cổ đại được phục dựng hết lần này đến lần khác. Có lẽ đấng sáng tạo đã quen và thích những mô thức này nên đã lưu giữ lại. Giống như sự xuất hiện của các chủng loài, sự xuất hiện của một nền văn minh không thể là kết quả của quá trình diễn ra một cách tự nhiên. Bởi vì để khai sáng một nền văn minh, cần làm rất nhiều công việc mới có thể hoàn thành. Chẳng hạn như hoàn thiện các loại phương diện văn hóa, kiến trúc, ngôn ngữ, phong tục, toán học và giá trị đạo đức. Đó là một thể hệ phức tạp và hoàn chỉnh. Vì vậy, không quá ngạc nhiên khi chúng ta luôn có thể thấy một số nhà tiên phong vĩ đại ở giai đoạn đầu của một nền văn minh có linh cảm uy nguyên, có thể xây dựng nên các nền tảng giá trị cốt lõi của nền văn minh mới trong một thời gian rất ngắn. Chúng ta không biết sinh mệnh thực sự của họ vốn dĩ là đến từ đâu, nhưng họ thường được hậu thế sùng bái như những vị thần. Lại nói về cuốn sách Phỏng vấn người ngoài hành tinh, những người hâm mộ gọi cuốn sách này là một cuốn kỳ thư, bởi vì trong rất nhiều nội dung của nó, cho dù nó có được nói bởi một người ngoài hành tinh hay không, đều vô cùng kích thích tư duy. Trên thực tế, Spencer không phải là nhà văn duy nhất viết về đề tài này. Binh sĩ không quân Mỹ Dan Sherman cũng có bản lĩnh giao tiếp với người ngoài hành tinh theo phương thức tâm linh cảm ứng. Vào những năm 1990, ông được tuyển vào một dự án tuyệt mật nhằm tiến hành giao tiếp với hai vị ngoại tinh nhân. Sau khi nghỉ hưu vào năm 1997, ông đã viết kinh nghiệm này thành cuốn sách Bí mật, dự án bảo tồn định mệnh. Sau đó, trong một cuộc phỏng vấn, Sherman nói rằng lý do ông xuất bản cuốn sách là để hy vọng rằng những người khác cũng sẽ đứng lên công bố sự thật. Mỗi người đều là một mảnh ghép nhỏ trong cầu đố. Có nhiều mảnh ghép hơn, chân tướng thực sự sẽ từ từ lộ ra. Dù bạn có tin hay không, thì sự tồn tại của người ngoài hành tinh quả thực là một sự thật không thể phủ nhận. Và cuộc đối thoại giữa nữ y tá McElroy với Arrow có lẽ còn nhiều điều bí mật khác. Những gì chúng ta biết ở đây chỉ là một phần nội dung được tiết lộ. Nếu bạn có thêm thông tin nào về câu chuyện giữa hai nhân vật này, đừng quên chia sẻ cùng chúng tôi và các bạn khán giả của Vũ trụ Nguyên Thủy. Còn bây giờ, thay mặt ekip, Việt Cường xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những khám phá thú vị tiếp theo.